Từ thuở lập quốc đến nay, dân tộc Việt vẫn coi mình là con rồng cháu tiên, với người mẹ có công sinh thành là mẫu Âu Cơ. Trải qua quá trình bồi đắp về văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh, người Việt và một số tộc người khác hình thành nên tục thờ nữ thần, thờ mẫu và tam phủ tứ phủ gọi là đạo mẫu. Đạo mẫu từ bao đời nay là tín ngưỡng riêng của người Việt, có vai trò vị trí đặc biệt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc sinh ra và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Đạo mẫu về nghi lễ, thờ các vị thánh và thánh mẫu được sinh ra từ ước vọng của nhân dân mong cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Hiếm thấy dân tộc nào mà vai trò vị trí của các mẫu lại dày dặn rõ ràng và quan trọng như ở Việt Nam. Trong vốn huyền thoại và truyền thuyết của dân tộc Việt, các vị nữ thần gắn với sự kiến tạo vũ trụ, các yếu tố bản thể của vũ trụ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều thể hiện là các bà kim, bà mộc, bà thủy, bà hỏa. Các mẹ là những người sản sinh ra những giá trị văn hóa như mẹ lúa, mẹ mía, mẹ lửa, và các mẹ là tổ sư của các nghề thủ công mỹ nghệ. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều phụ nữ cũng ra trận trở thành anh hùng như Hai Bà Trưng, bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân. Các vị này được nhân dân tôn làm thần thánh, được triều đình sắc phong thượng đẳng thần, được nhân dân tôn làm thành hoàng của nhiều làng. Riêng Liễu Hạnh công chúa được tôn làm thánh mẫu, là mẫu nghi thiên hạ, một trong tứ bất tử của đất nước Việt, gồm Tản Viên Sơn Thần, Thánh Gióng, Trừ Đồng Tử và Liễu Hạnh công chúa. Mẫu Liễu Hạnh được thờ rộng rãi trên khắp cả nước. Tượng mẫu Liễu Hạnh luôn được đặt ở vị trí chính giữa với trang phục màu đỏ. Người dân bao đời nay vẫn xem bà như là hiện thân của Thượng Thiên Thánh Mẫu. Thế nên, mẫu Liễu Hạnh tuy vốn là đệ nhị Thánh Mẫu, đã trở thành vị thần chủ quan trọng của tín ngưỡng thờ mẫu. Nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng đó là đạo mẫu. Có một cái truyền thuyết nói là khi con trai của vua Lê thấy nghe tin là có một cô gái rất là đẹp bán hàng ở đấy, bán nước rồi bán trầu rồi bán đủ thứ, thì cũng đã vào đấy và biệt bà bị cho trừng trị cho chạy không kịp. Thế thì trước một cái thực tế như thế thì cho bà là một cái người mà gọi là giống như bây giờ như chuyện Tây Du Ký như là Yêu Tinh ấy. Thế là cử một cái dòng, tôi gọi là dòng nội đạo, các phù thủy, các thầy pháp ở Hà Nội, Thăng Long vào thì ai vào cũng bị bà trừng trị cả, đánh thua đều thua bà cả, định là bắt bà về nhưng mà thua cả. Thế thì có một hôm này một vị đạo sĩ vào thì gặp bà và nói là ở trên thiên đình xuống, vua Ngọc Hoàng sai xuống, thấy bà hiện nay đang là nguy cấp như thế thì sai xuống để mà trợ giúp. Thì bà cả tin mà tin ngay. Và cái ông đó thì ông hỏi là thế công chúa đã dùng những phép thuật gì mà chống lại triều đình, thì bà kể hết. Thì khi bà kể như thế thì nó thu lại hết cái phép thuật đó. Và cuối cùng khi đánh nhau thì bà bị thua. Bà bị thua thì đã sắp giải về triều đình rồi. Thì lúc đó Phật Bà Quan Âm xuất hiện và đã cứu bà. Bởi vì Phật Bà Quan Âm cũng là trên trời, đây là con gái Ngọc Hoàng thì phải ra tay cứu thôi. Và từ đó trở đi thì bà quy đi theo đạo Phật. Do vậy mà hiện nay tất cả những cái chùa ở miền Bắc chúng ta này, thì trong đó đều có cái điện thờ mẫu cả, tức là thờ bà Liễu Hạnh cả. Thế thì cũng trong truyền thuyết cũng có cái chuyện, tức là bà tranh luận với vua Lê
về cái việc là tại sao lại trừng trị con, bởi vì bà nói thẳng là đấy là một cái kẻ rất là xấu đã xúc phạm đến bà và bà trừng trị. Và sau này thì vua Lê không những không trị tội bà mà lại còn phong cho bà là mạ vàng công chúa. Và đấy là một cái sự kiện mà từ đó bà đã được phong thánh, từ đó bà trở thành thánh mẫu liễu hạnh trong các được thờ trong tất cả các đền thờ. Thì chính cái chỗ Sòng Sơn đó chính là cái đánh dấu cái địa điểm, một cái sự tích rất là quan trọng. Và bà trước kia bà chỉ là tiên chúa thôi, tiên trên trời xuống thôi, và bà trở thành lúc trở này là thành thánh mẫu. Và bà từ đó trở đi bà ấy trở thành cái vị thân chủ của đạo mẫu Việt Nam. Maxim Gorky, một nhà văn lớn của nước Nga Xô Viết, từng viết rằng: không có người mẹ thì cả nhà thơ và anh hùng đều không có. Thông điệp lớn nhất từ Tam Thế Giáng Sinh của mẫu Liễu Hạnh là sự khẳng định thiên chức và vai trò sinh nở của người phụ nữ, mà ở đây đã được khái quát hóa thành tục thờ người mẹ của những người đứng đầu thiên hạ. Làm người mẹ của một người bình thường đã khó, làm người mẹ của người đứng đầu thiên hạ lại càng khó hơn. Ý nghĩa của bốn chữ mẫu nghi thiên hạ, tức khuôn mẫu người mẹ trong thiên hạ, chắc là ở chỗ đó. Qua đây cho thấy, dù bị che lấp dưới các vỏ tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, thì tục thờ mẹ sản sinh của người Việt vẫn tồn tại và không ngừng biến đổi để thích nghi với sự phát triển của đất nước và xã hội. Như vậy, ngoài ý nghĩa lịch sử và tính dự báo xuyên thế kỷ, thì tục thờ Liễu Hạnh thời hậu Lê còn là sự thể hiện quá trình vận động biến đổi của tín ngưỡng dân gian bản địa với các tín ngưỡng du nhập để hình thành nên một điện thần đạo giáo dân gian mang đậm bản sắc Việt Nam. Sự thống nhất và lan tỏa của điện thần đạo mẫu ngày nay chính là thể hiện xu hướng vận động để đi đến thống nhất một đất nước Việt Nam không chỉ về mặt quốc gia lãnh thổ mà cả về mặt văn hóa tư tưởng. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng khắp cả nước có đến hơn 400 nơi thờ mẫu Liễu Hạnh. Đây là một con số ước lượng, tuy nhiên thực tế nơi thờ tự mẫu Liễu, tính cả điện mẫu sau chùa hay ở một số đền đình thì con số còn có thể lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên với Thanh Hóa, thánh mẫu Liễu Hạnh có những dấu ấn đặc biệt quan trọng. Chẳng thiêng cũng bụt chùa nhà, gái Thanh Hóa nữ thần có một, đẹp nhất là tiên hạ giới, cõi nam thiên bất tử hòa tư. Cuộc giáng trần lần thứ 3 của tiên chúa là ở vùng phố Cát và lúc hiển thánh là ở Sòng Sơn, cho nên xứ Thanh cũng có thể được xem là đất quý hương của tiên chúa. Theo quốc lộ số 1 từ Hà Nội vào miền Trung, hết địa phận tỉnh Ninh Bình, du khách đến địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, vào vãn cảnh đền Sòng Sơn, thánh đường thờ nữ thần Vân Hương, Liễu Hạnh công chúa, thánh mẫu Liễu Hạnh. Điện hoàn chén phía trong đề là thờ bà Thiên Y Anna, nhưng thực tế cái hàng thứ hai là cái hàng chính của cái điện thờ ấy, thì lại là bà Liễu Hạnh. Và ở phía ngoài là cái kiều trùng đài của Ngọc Hoàng. Cho nên rằng Ngọc Hoàng và bà Liễu Hạnh trở thành một âm một dương phối hợp để tạo nên khí thiêng của cái điện hoàn chén. Và cái bệ đằng sau đó là bà Thiên Y Anna. Cho nên rằng nói đến cái đền Sòng và nói đến cái phố Cát là nói đến cái vai trò của bà Liễu Hạnh. Và nếu không hiểu được cái ý nghĩa ấy thì chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến đền Sòng là nằm trong một hệ thống mà gắn với cái tín ngưỡng thờ mẫu thông thường, mà không nhìn thấy cái bước đường đi nó liên quan của tín ngưỡng thờ mẫu ấy, liên quan với cái sự phát triển
của lịch sử và xã hội trong thời quá khứ. Chính ở đền Sòng trong một lần trùng tu vào tháng 4 năm 1939, khi thợ đào đất để xây dựng bức bình phong trước cửa chính, họ đã tìm thấy một cái chép bằng đồng hình chữ nhật. Mở cái chép ấy ra, họ rất ngạc nhiên khi thấy trong đó một cuốn sách có nhiều tờ bằng đồng ghi niên hiệu Vĩnh Tổ từ năm 1619 đến năm 1628, đời Lê Thần Tông, và chép lại lịch sử gia đình nữ thần Vân Hương. Theo truyền thuyết kể rằng, một hôm có một ông lão người làng Cổ Đam, sau khi được nữ chúa Vân Hương nhập hồn và tuân theo lời khuyên của bà, ông lão lấy một chiếc gậy tre đem cắm xuống đất và truyền làm một ngôi đền thờ ở đó. Chiếc gậy được cắm xuống đất đột nhiên bén rễ và đâm chồi. Trước hiện tượng màu nhiệm này, dân làng bèn dựng ngay một ngôi đền theo mộng báo của nữ chúa. Lúc đầu ngôi đền bé nhỏ, nhưng ngày càng được mở rộng. Sau nhiều lần trùng tu, đền Sòng càng khang trang, đẹp đẽ như ngày nay. Huyền thoại về Liễu Hạnh công chúa vẫn còn có sức lay động lòng người, vẫn gieo chất nồng say vào cuộc sống đương đại hôm nay. Bà Liễu Hạnh cũng là sản phẩm của tư duy liên tưởng mênh mông ngang tầm trời đất của người Việt, được nảy sinh hay là manh nha từ cái thế kỷ 15 và định hình vào thế kỷ 16, rồi phát triển cho đến tận bây giờ, coi như là nối tiếp cái vùng đất của Trừ Đồng Tử phát triển ra ở cái vùng Châu Thổ Thập. Và chúng khi mà đi xem về tạo hình, người ta thấy rằng bà Liễu Hạnh được định hình cái quê của bà ấy ở vùng Nam Định. Đi xem trên cái tạo hình khắp vùng ở ven biển suốt từ Quảng Ninh chạy về đến Lạch Bạng của Thanh Hóa, thì chỉ thấy có mỗi cái tàu của Tây, tàu của phương Tây đấy, là được xuất hiện ở cái đền Đệ Tứ của Nam Định mà thôi. Như vậy thì rõ ràng rằng đến cái khoảng thế kỷ 17 ấy, thì cái đất Nam Định nó đã là một cái đất mà cái người phương Tây nó thâm nhập để trong cái cho vấn đề buôn bán, và từ đó nó đi ngược lên cái chỗ phố Hiến. Ta hiểu được bà Liễu Hạnh là một thần gắn với lại kinh tế thương mại. Đền Sòng mặt hướng về phía tây bắc. Trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt quanh năm xanh trong. Đó là hồ cá thần. Tương truyền hàng năm cứ đến tháng Giêng, tháng Hai, có một đàn cá toàn thân màu đỏ lũ lượt kéo về bơi lội trong hồ. Nhưng khi hết lễ hội đền Sòng, từ ngày mùng 1 đến ngày 26 tháng 2 âm lịch, thì đàn cá tự nhiên không thấy nữa. Nhân dân quanh vùng nói rằng đó là các nàng tiên trên thượng giới hóa phép về hầu tiên chúa Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Từ hồ cá thần có hai con suối nhỏ chạy lượn quanh, khiến cho ngôi đền như ngự trên một hòn đảo nhỏ bồng bềnh giữa mây trời non nước. Phía trước đền có chiếc cầu bằng đá do bà Hoàng Thái Hậu nhà Lê phát tâm công quả xây dựng từ năm thứ 33, triều Cảnh Hưng, tức năm 1772. Cầu được bắc qua con suối trong veo chảy quanh đền, làm tăng thêm vẻ ngoạn mục cho ngôi đền. Hai suối nước lượn quanh co uốn khúc về phía đông, hợp lưu cùng chín dòng nước phun lên từ lòng đất, tạo thành chín giếng nước tự nhiên, không bao giờ vơi cạn. Nhân dân dựng nên ngôi đền cạnh chín cái giếng tự nhiên đó và quen gọi là đền chín giếng để thờ cô Chín. Đó cũng là một tiên nữ được vua Cha Ngọc Hoàng cho theo hầu Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền chín giếng là một công trình nằm trong quần thể của di tích đền Sòng Sơn, cách đền Sòng 1 km về phía đông.
du khách sau khi vãn cảnh dâng hương đền Sòng bao giờ cũng đến dâng hương vãn cảnh đền Chín Giếng. Cô Chín Giếng thì là tương truyền là một cái hầu cận của mẫu, thường là xuống ngự đồng ở các nơi và đặc biệt là ở nơi đó. Cho nên những cái người mà theo đạo mẫu và muốn tiến hành cái nghi lễ lên đồng ấy, thì người ta thường vào chỗ chính đền mẫu hoặc là ở bên đền cô Chín. Thì cô Chín là một cái nhân vật rất là thiêng, cô thuộc hàng cô rất là thiêng. Sau khi thắp hương trước tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, du khách vào dâng hương cung Đệ Tam là cung thờ Hội đồng Thánh Quan, trong đó thờ các ông hoàng và các cô đệ tử, nổi bật là ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy. Tại cung này phối thờ có Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương. Qua cung Đệ Tam, du khách vào dâng hương cung Đệ Nhị, nơi đây thờ Ngọc Hoàng hay còn gọi vua cha của Thánh Mẫu Liễu Hạnh và các quan. Qua cung Đệ Nhị là cung Đệ Nhất. Đây là cung thâm nghiêm, ít khi được mở cửa trừ những ngày lễ rước Thánh Mẫu hàng năm vào tháng 2 âm lịch. Dàn chính có tượng thờ Thánh Mẫu trong trang phục lộng lẫy, dáng ngồi uy nghi mà khoan dung độ lượng. Hai bên là hai đệ tử thân tín, Quế Nương, Nhị Nương, vốn là hai tiên nữ được Ngọc Hoàng vua cha cho theo hầu Tiên Chúa Liễu Hạnh giáng trần lần thứ ba. Quế Nương trong trang phục màu hồng, Nhị Nương trong trang phục màu xanh. Hai gian bên có tượng thờ Mẫu Thoải hay còn gọi là Thần Nước và Mẫu Thượng Ngàn hay còn gọi là Thần Rừng Núi. Trên các cột và xà ngang trong đền được trang trí 26 cuốn thư hoành phi câu đối, suy tôn ca ngợi công đức và sự linh thiêng của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trang trí bàn thờ mẫu có đầy đủ các lọng vàng, lư hương, hoa quả, bánh trái và nhiều đồ lễ mà du khách tới dâng. Không gian chính của đền được trải thảm đỏ, các cột trong điện thờ đều được treo có bức hoành phi câu đối bằng chữ Hán. Nền được trải thảm đỏ cùng với gam màu vàng của các bức hoành phi câu đối xen lẫn khói hương nghi ngút, tạo nên sự ấm áp thành kính tôn nghiêm thiêng liêng trong lòng du khách đến dâng hương du ngoạn. Qua vị trí cảnh quan đền Sòng, ta thấy được các bậc cha anh đi trước thật tinh tường khi chọn xây dựng ngôi đền giữa chốn sơn thủy hữu tình. Chính không gian vừa có sông có suối, vừa có rừng đồi xen kẽ, tạo sự yên tĩnh cho lữ khách bình tâm thưởng ngoạn. Bên cạnh đó, tôn thêm vẻ trang nghiêm, linh thiêng của ngôi đền Sòng Sơn có lịch sử gần 300 năm, qua nắng gió thời gian, đến năm 1998, được trùng tu tôn tạo gần như nguyên vẹn, dáng uy nghi và linh thiêng như thuở xưa. Bên đạo Phật nó nảy sinh cái bà Quan Âm Nam Hải cũng gắn với thương mại và các con thuyền, thì ở bên tín ngưỡng thờ mẫu là có bà Liễu Hạnh. Cho nên ở cái tín ngưỡng dân gian ấy, bà ấy giữ một cái vai trò cực kỳ to lớn. Và bà ấy gắn với cái thương mại và như là một thần bảo hộ của cái nền kinh tế này.
Bá là một cái vị thần hội tụ của tất cả các cái vị thần trong tứ phủ lại. Vì một cái nguyên tắc của một cái anh thương mại là nó đòi hỏi phải hội tụ lại, chứ không có thể lúc nào nó cũng đem một cái bàn thờ đông đảo đi được. Khi hội tụ lại thì nó chỉ còn có một vị, và nó chở một vị đi để bảo vệ cái tinh thần cho nó. Mà bà Liễu Hạnh trở thành giữ thế thượng phong, bá gắn nhiều với nhà Mạc. Vì thế khi mà cái nhà Lê Trịnh nó đánh nhà Mạc ấy, và nó thắng thế, thì cũng gắn với cái tích chuyện của bà Liễu Hạnh, là bá bị Tiền Quân Thánh là ở Thanh Hóa đánh thắng bà Hạnh. Có nghĩa là nhà Lê Trịnh với cái kinh tế nông nghiệp xưa đấy, nó thắng được cái kinh tế thương mại của nhà Mạc, thì đương nhiên bà Liễu Hạnh phải thua Tiền Quân Thánh. Nhưng nhà Lê Trịnh không thể diệt được cái thương mại, vì thế bà Liễu Hạnh đã vẫn lăn lộn với đời, và để thuần hóa bà ấy, tức là để thu phục cái thương mại, thì tự nhiên bà ấy sẽ được đi tu để trở thành Mã Hoàng công chúa, và rồi bà ấy trở thành một vị Bồ Tát. Nhưng nhà Lê Trịnh không đã diệt được cái thương mại, thì tự nhiên cái thương mại nó sẽ lan tỏa đi mọi nơi. Và chính cái thương mại nó lan tỏa cả vào đất của nhà Lê Trịnh cũ, thì tự nhiên bà Liễu Hạnh sẽ đi vào trong Thanh Hóa. Và cái thương mại nó giữ cái thế thượng phong, nên nó ra được cái gì? Ra được cái đền Sòng Phố Cát. Rồi nó đem đi biết bao nhiêu vị thần linh khác, như đền Cô Chín Giếng, rồi đền Cô Ba Bông ở chỗ ngã ba của cái sông Chu, sông Mã đấy. Rồi đền Đệ Tứ, vân vân. Tất cả những vị thần linh gắn với bà Liễu Hạnh đã đi theo cái dòng thương mại vào chiếm thế thượng phong ở trong Thanh Hóa. Lễ hội Đền Sòng thường diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 26 tháng 2 âm lịch hàng năm. Trong đó, ngày 25 là ngày chính hội, đó là ngày Thánh Mẫu hạ giới. Ngày chính hội diễn ra từ 5 giờ sáng, kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa, nhưng tất cả mọi việc phải chuẩn bị từ trước đó một tháng. Lễ hội Đền Sòng gồm cả phần lễ và phần hội. Phần lễ chính là rước Thánh Mẫu từ Đền Sòng đến đền Cô Chín Giếng và tế nữ quan. Thủ tục trong lễ hội không nhiều, nhưng được cắt đặt chặt chẽ và theo một quy trình nhất định. Vật lễ gồm hoa quả, bánh kẹo, xôi gà, xôi thịt. Một số địa phương quanh vùng còn làm nhiều thứ bánh như bánh chưng, bánh lá răng bừa, bánh nếp, bánh mật, bánh trôi đem tới dâng lễ. Việc cúng lễ theo tài liệu xưa ghi lại thuộc phụ nữ đảm nhiệm, gọi là bà đồng. Bà đồng thường là những người sống độc thân từ hồi còn trẻ, tự nguyện làm nghề đồng và coi giữ ngôi đền Thánh Mẫu, Hầu Thánh bằng nhiều hình thức như lên đồng, nhảy đồng. Còn đàn ông thường chỉ đánh đàn và hát chầu văn. Trong thời gian mở hội, các bà đồng phải sống riêng biệt như ở ẩn và ăn chay để giữ cho lòng mình luôn thanh sạch. Ngày nay, việc cúng tế không chỉ do phụ nữ đảm nhiệm mà thuộc về các bản hội. Trình tự cuộc tế lễ như sau: già làng Cổ Đạm sau khi thắp một tuần nhang cao ít cầu thánh ban cho dân làng một năm an khang vật thịnh thì bắt đầu tổ chức rước mẫu. Tượng Thánh Mẫu được ngự kiệu từ chính tầm rước qua cung đệ nhị, đệ tam và rước quanh đền. Việc rước này theo quan niệm của nhân dân là để cho Thánh Mẫu có thể quan sát lại cảnh vật đất đai sông núi xưa.
Trở lại với ngày thường, đền Sòng vẫn thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành lễ, bởi đó là điểm tựa tâm linh trong đời sống người Việt. Niềm tin ở mẫu giản dị, linh thiêng và sâu sắc như với người mẹ của mình, người luôn bao dung che chở cho người Việt vượt qua mọi khổ đau, sóng gió trong cuộc đời. Chúng tôi là người dân ở đây, và chúng tôi rất tự hào và cũng rất là tin tưởng ở mẫu. Mỗi một năm là có đến kỳ thi khánh hội của mẫu, chúng tôi thấy tự tin, và chúng tôi thấy tự hào và chúng tôi thấy rất là yên tâm một khi đã đi lễ mẫu. Theo mẹ đi lễ từ khi 5 tuổi, bây giờ đã ở tuổi 82, bà Phạm Thị Mễ vẫn cháy trong mình đức tin mỗi khi đi lễ đền. Không chỉ mang lại sự thanh thản trong tâm hồn, sự tin yêu trong cuộc sống, ở cái tuổi xưa nay hiếm này, cảnh đền hữu tình vẫn khiến trái tim bà rung động và xuất khẩu thành thơ. Cảnh đền đẹp lắm ai ơi, chun xuê bóng mát mọi người đều khen. Thành tâm dâng lễ vào đền, tay chắp khấn bái cầu yên gia đình. Đền Sòng là nhất uy linh, tháng 2 mở hội linh đình đông vui. Bắc Nam thống nhất cả rồi, dù xa bằng mấy cũng tới nơi về hầu. Với người dân trong vùng, cảm xúc của họ là cả một đời gắn bó, chứng kiến bao đổi thay thăng trầm của ngôi đền, một sự gắn bó máu thịt. Còn với du khách phương xa, việc lễ đền là sự tâm nguyện và sự tin tưởng vào những giá trị tinh thần, hồn cốt của dân tộc Việt. Đền Sòng là rất linh thiêng mà là nơi mẫu dáng đền để cho tất cả thành đồng đạo khách và du khách về đây lễ bái, và thứ nhất là để cầu cho quốc thái dân an, cầu cho bách gia trăm họ được hiển định. Sau khi đi lễ mẫu thì tôi cảm thấy tư tưởng thanh thản, có niềm tin vào cuộc sống. Dường như tình yêu bao la và sự trời che của mẫu, mỗi người cảm nhận theo một cách khác nhau, nhưng chắc chắn rằng tình yêu ấy vô hình mà hữu hình, linh thiêng mà gần gũi, đã hướng tâm hồn mỗi người trở về với những gì thanh khiết, tươi đẹp nhất. Để khi bước qua cánh cổng đền, bước ra khỏi không gian tâm linh ấy, mỗi người thấy như được tiếp thêm nghị lực sống, như hiểu được chân giá trị của cuộc sống với những khao khát nhân bản, khát vọng rất con người. Đó có lẽ cũng chính là nguyên do mà đạo mẫu vẫn có sức sống mãnh liệt trong lịch sử và đời sống người Việt qua bao thế hệ.